Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9, 2019, là ngày rất là hơn, 3 con số 9. Chúng ta có 2 ngày tu học tại tu viện giác ngộ thành phố Kathmandu, tiểu bang New Jersey. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu. Và trong ngày hôm nay, theo chương trình thì chúng ta sẽ có 2 buổi pháp thoại. Ngày sáng hôm nay, chúng ta được duyên lành thầy trụ trì tu viện giác ngộ Đại Đức Thích Minh Phương sẽ hướng dẫn buổi pháp thoại sáng hôm nay. Và sau giờ tụng kinh thì giờ này bắt đầu vào giờ pháp thoại, xin mời đại chúng cùng lắng lòng thanh tịnh để chúng ta lắng nghe lời chia sẻ của thầy. Thì kính thưa đại chúng, quý vị nào mà đến sáng hôm nay, tức là ngày hôm qua không có mặt, thì hôm nay xin mời quý vị ở lại tròn một ngày để sinh hoạt với quý thầy cũng như tất cả với quý huynh đệ cho vui. Thì một lần nữa Pháp Hòa xin giới thiệu, và thầy Minh Phương là một trong những vị thầy ngày xưa ở chùa Phật học ở Cần Thơ. Nơi đó ngày xưa lúc nhỏ Pháp Hòa cũng đã từng ở chùa đó và đã từng phụng sự làm thị giả cho hòa thượng viện chủ ở đó một thời gian khi còn nhỏ. Và không ngờ khi mà lớn lên ra nước ngoài thì hôm nay trong một dịp lành được gặp lại thầy, cũng là một trong những vị đệ tử của hòa thượng ngày xưa. Và Pháp Hòa rất là quý thầy, bởi vì thầy một vị thầy có tu có học và rất có tâm với đạo. Hôm nay thầy đã về đây ở tại trú xứ này được hơn một năm rồi, thì nhờ sự hướng dẫn của thầy mà đạo tràng giác ngộ ngày càng tiến bước. Và mong rằng đại chúng cùng hộ trì cho thầy để thầy tiếp tục vững tâm để làm Phật sự ở tại đây cũng như cho hải ngoại nói chung. Thì mong quý đại chúng thường xuyên về đây để cùng tu tập. Và bây giờ chúng con kính thỉnh thầy có buổi pháp thoại sáng hôm nay với đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dân theo lời chỉ dạy của Thượng Tọa Pháp Hòa thì sáng hôm nay chúng tôi có một cái buổi chia sẻ với các vị. Trước khi bắt đầu thì mời tất cả chúng ta đứng lên để niệm Phật cầu gia hộ trước khi bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, đáng lẽ buổi sáng hôm nay là Thượng Tọa Pháp Hòa sẽ chia sẻ, nhưng Thượng Tọa muốn chúng tôi đóng góp chút xíu cho đại chúng, cho nên hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện với các vị. Thì giống như chiều hôm qua, chúng tôi có giới thiệu sơ với các vị về công trình chúng tôi đang làm. Đó là chúng tôi muốn thống kê và hệ thống hóa toàn bộ lại cái sự phát triển của Phật giáo Hoa Kỳ, Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và nói chung là Phật giáo. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị về cái công trình này, để cho chúng ta có chút xíu khái niệm về Phật giáo phát triển tại Hoa Kỳ như thế nào và bắt rễ khi nào, và hiện trạng của Phật giáo Hoa Kỳ tại các cái tiểu bang lân cận nó sẽ ra sao trong tương lai.
Đó chính là cái vấn đề chúng tôi chia sẻ hôm nay với các vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì quý vị biết là Phật giáo bắt đầu từ Ấn Độ. Sau khi Đức Phật đã thành đạo dưới cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 tháng trăng tròn Vê Sắc, và bắt đầu từ đó thì Phật giáo bắt đầu bắt rễ. Tất cả chúng ta đều có thể nhớ rằng là tất cả các sự kiện có liên quan tới Phật và Đức Phật, người ta đều cái dùng cái từ Vê Sắc. Đó là cái tháng trăng tròn, nó gồm có 3 sự kiện chính. Đó là ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật Niết Bàn. Đó là 3 sự kiện chính của cái chữ Vê Sắc. Cái chữ Vê Sắc là tiếng Pali, và cái tiếng Việt người ta gọi là lễ Tam Hợp, gồm có 3 sự kiện. Thì hầu hết đó chúng ta kỷ niệm là thường chúng ta kỷ niệm ngày Phật đản là chính, và ít có ai nhớ tới cái sự kiện Đức Phật thành đạo. Cho nên nhiều khi chúng ta quên rằng nếu như không có cái sự kiện Đức Phật thành đạo thì Phật giáo không thể khai sinh. Đó chính là cái ngày birthday của Phật giáo. Quý vị nhớ là sau cái quá trình Thái tử Tất Đạt Đa 6 năm tu khổ hạnh, 5 năm tầm đạo và 49 ngày thiền quán với cội Bồ Đề, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng đắc, khám phá ra được cái nguyên lý hoạt động của vũ trụ. Đó chính là cái sự vận hành của thập nhị nhân duyên. Và từ đó Ngài đã khám phá ra tứ diệu đế, và cái con đường để tìm đến để diệt tứ diệu đế đó chính là Bát Chánh Đạo. Mình nói theo cái tư tưởng chung của Phật giáo, không phân biệt nguyên thủy hay là đại thừa. Và cũng từ đó thì Phật giáo bắt đầu phát triển. Như kinh điển nguyên thủy mô tả, đó là Đức Phật có 45 năm để hoằng hóa cái công việc của mình. Tuy nhiên cũng có một số kinh điển của Bắc truyền họ nói là 49 năm, thì con số này nó có sai lệch rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của Phạm Kim Khánh, dịch của Ngài trưởng lão Narada, thì thống kê duy nhất chỉ Đức Phật chỉ có 45 mùa an cư quanh quẩn ở tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Kỳ Viên, tịnh xá Trùng Cát và một số nơi ở Kosambi. Tuy nhiên thì kinh điển của Bắc truyền họ không chấp nhận. Tại vì từ năm Thái tử Tất Đạt Đa 16 tuổi kết hôn, 19 tuổi là chuẩn bị vượt thành để xuất gia, 29 tuổi bắt đầu chứng đắc Phật quả, và suốt cái chiều dài đó thì tới năm tới năm ngày 80 tuổi thì người ta cho rằng cái quá trình đó là 49 năm chứ không thể nào là 45 năm. Và chúng tôi có một cái nghiên cứu nhỏ về cái dữ liệu này. Đó là chúng tôi thấy cái sự sai lệch nó nằm ở cái các cái kỳ an cư của Đức Phật. Nếu như các vị nào đã đi Ấn Độ thì các vị biết đến tịnh xá Kỳ Viên. Tịnh xá Kỳ Viên là một cái nơi nó thuộc về thành Xá Vệ, Savatthi. Và cái vùng đất này nó nằm ngược chiều với lại Magadha, tức nghĩa là thành Vương Xá. Thành Vương Xá là trị vì bởi vua Bình Sa Vương, và thành Xá Vệ là trị vì bởi vua Ba Tư Nặc. Chúng ta nhớ những dự kiện này. Tại sao chúng tôi nhắc các vị phải nhớ những dự kiện này? Tại vì nhiều khi các vị đọc kinh đó, là đọc những cái tài liệu đó, nhiều khi họ viết lầm giữa cái thành Vương Xá và thành Xá Vệ, rất là lầm rất là nhiều. Ngay cả các cái vị mà đứng giảng lớp cũng lầm về cái vấn đề này. Cho nên quý vị phải ghi nhớ cái dự kiện này. Thì giữa hai cái nơi, giữa thành Xá Vệ và thành Vương Xá đó, nó cách nhau nếu mà tính theo cái đường chim bay hiện tại khoảng 400 km. Nếu như các vị đi Phật Tích thì các vị đi khoảng cỡ 12 tiếng đồng hồ mới tới giữa hai cái nơi đó. Và giữa hai cái nơi đó, cái điểm dừng đó chính là cái thành Tỳ Xá Ly, đó là Vesali, cái nơi mà cái giáo đoàn Ni được phép thành lập và đầu tiên có sự xuất hiện của Ni chúng ở trong cái giáo đoàn của Đức Phật. Thì cái sự sai lệch này nó nằm ở ngay cái chỗ là
Cái thành Xá Ly nó có một cái tịnh xá gọi là tịnh xá Trùng Cát. Quý vị nhớ cái sự kiện là sau khi mà Vesali bị cái nặng dịch, và cái người dân ở đó họ bị cái nặng dịch đó làm cho cái cuộc sống bị đảo lộn, cho nên cuối cùng rồi đó thì các cái vị đại thần bàn nhau là thỉnh Đức Phật về để trừ khử cái bệnh dịch đó. Thì trước khi Đức Phật đến thành Xá Ly đó, Đức Phật bảo các cái vị đệ tử đến trước xem như thế nào. Thì các cái vị đệ tử Đức Phật đến, trong đó có Xá Lợi Phất với một Kiền Liên, thì thấy rằng đây là một cái ổ dịch. Cho nên Đức Phật dạy dùng những cái chất để khử trừ cái bệnh dịch đó. Thì sau khi Đức Phật đến, Đức Phật đã sử dụng những phương pháp đó, cho nên cái người dân họ đó họ cho rằng Đức Phật là cái vị thần có thể trừ khử đi cái bệnh dịch ở Vesali. Và cái người dân ở Vesali họ bắt đầu kính mến Đức Phật, họ dựng ra một cái tịnh xá để cúng dường riêng cho Đức Phật. Và Đức Phật đặt tên cái tịnh xá đó là tịnh xá Trùng Cát. Trùng là tức nghĩa là hai lần, cát là kiết tường, tức nghĩa là cái sự kiện là trừ được cái bệnh dịch của thành Tỳ Xá Ly, cộng thêm cái việc là Đức Phật đến để giảng pháp cho họ. Ngay cái thành Tỳ Xá Ly nó có rất nhiều cái dữ kiện xảy ra, chẳng hạn như là tại thành Xá Ly có một cái bà kỹ nữ vườn xoài Ambapali, là cái người sau này cũng đắc quả La Hán theo Đức Phật, và cũng là quê hương của Bồ Tát Di Ma Cật, và cũng là cái nơi kết tập kinh điển lần thứ hai theo cái truyền thống của lịch sử Phật giáo. Thì chúng tôi quay lại vấn đề là cái số con số nó sai lệch đó, là Đức Phật hầu như ở tỉnh xá Kỳ Viên nhiều hơn bất cứ nơi nào. Thí dụ như tỉnh xá Trúc Lâm là cái ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo theo kinh điển ghi nhận, thì Đức Phật an cư chỉ có đúng 5 lần. Nhưng mà ngược lại ở tỉnh xá Kỳ Viên đó, 2/3 trong số 49 năm Đức Phật đã từng ở Kỳ Viên tỉnh xá. Và chúng ta cũng biết rằng là hầu như tất cả các kinh điển Phật giáo đều được Đức Phật thiết tại tỉnh xá Kỳ Viên là chính. Trong đó có số kinh chẳng hạn như kinh Vu Lan mà Đức các vị hay tụng đó, cũng ở Kỳ Viên tỉnh xá. Cho nên là cái dữ kiện này nó sai lệch nằm ngay chân ở chỗ là Đức Phật đã ở tỉnh xá Trùng Cát nhưng mà không được các cái nhà sử liệu họ ghi nhận. Và cái số sai lệch mất đi hết 4 năm. Cho nên là trong cái quá trình mà Phật giáo bắt đầu phát triển từ thời Đức Phật đó, thì Phật giáo hầu như không có đi ra khỏi Ấn Độ, chỉ quanh quẩn Ấn Độ thôi. Nhưng mà sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì bắt đầu Phật giáo bắt đầu bị phân hóa. Tức nghĩa là sau khi Đức Phật Niết Bàn thì bắt đầu có cái thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất ở tại Hang Thất Diệp sau 3 tháng Đức Phật Niết Bàn. Lần thứ hai là sau khoảng 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì lần thứ hai này bắt đầu nó có sự phân hóa về bộ phái, bắt đầu là có phân hóa về tiểu thừa, phân hóa về đại thừa. Và từ đó bắt đầu Phật giáo bắt đầu chia năm xẻ bảy ra. Tuy rằng là cái dữ kiện này nó là một cái điều không may cho Phật giáo, nhưng mà nó cũng là cái điều rất may cho Phật giáo ở chỗ chính vì nhiều cái bộ phái phân phái, thành ra nhiều các cái vị tăng sĩ đi khắp tất cả các nơi, và từ đó Phật giáo bắt đầu lan tỏa. Thí dụ như quý vị đọc nhiều báo chí, quý vị thấy là ở tận cái vùng Kandahar, tức nghĩa là cái vùng tử địa của Afghanistan, đấy là cái nơi phát triển Phật giáo đại thừa rất là mạnh. Và các cái kinh điển đại thừa hầu như là họ tìm thấy từ ở nơi đó. Và có hai cái tượng Phật rất là lớn bị phiến quân Taliban bắn phá banh chành hết, cũng nằm ở cái vùng đó. Cho nên là cái sự phân hóa bộ phái đó nó làm cho Phật giáo có thể là một cái tai nạn, nhưng mà ngược lại nó là một cái hay để cho các cái vị mà bộ phái khác có thể đi truyền bá ở những cái nơi khác. Thì cho đến cái thời của Asoka, tức là khoảng cỡ 200 đến 250 năm sau Đức Phật Niết Bàn đó, thì Asoka là một cái vị vua Phật giáo, ngài có công rất là lớn trong cái việc trấn hưng và tìm lại những cái thánh tích từ cái nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp, nơi Đức Phật Niết Bàn, và cấm những cái trụ đá để ngày nay chúng ta tìm được những cái nơi đó, chúng ta đi tham quan và đảnh lễ ở 4 cái thánh tích Phật giáo. Thí dụ như mà
Quý vị đến tất cả các thánh tích Phật giáo ở Ấn Độ đó, quý vị thấy hầu như nơi nào cũng có dựng cái trụ đá, người ta gọi là Ashoka Pillar, đó là cái trụ đá Ashoka dựng lại cái chứng tích. Thì có một cái nhà sử học, ông ta tên là Alexander Cunningham, ông này là đặc phái viên của Anh Quốc tại Nepal. Thì sau cái thời gian rảnh rỗi làm công việc ở tòa đại sứ thì ông ta bắt đầu đi khám phá về khảo cổ học. Và ông ta đi đến cái địa phận của Lâm Tỳ Ni ngày nay, tức nghĩa là chúng ta hay gọi là vườn Lâm Tỳ Ni Đức Phật đản sinh đó. Thì ông ta khám phá cái trụ đá đầu tiên, đó chính là cái trụ đá mà Vua A Dục đã dựng khi Vua A Dục đến đó. Và Vua A Dục biết lúc bấy giờ là cải tà quy chánh, sau khi ông đã chinh phạt hầu hết tất cả các cái tiểu lục địa quanh Ấn Độ. Cho nên là sau cái thời gian đó thì Ashoka bắt đầu cảm thấy tội lỗi của mình, và Ashoka bắt đầu quy hướng về Phật giáo, và Ashoka muốn làm cái điều gì đó để tạ ơn những cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên Ashoka bắt đầu cấm những cái trụ đá đó để sau này làm chứng tích là có hẳn hoi một cái vị Phật, chứ không phải giống như lịch sử đã ghi nhận. Tuy nhiên thì những cái trụ đá hiện tại thì bây giờ hầu hết là bị trở thành các cái phế tích, và nếu như chúng ta có đến thì chúng ta chỉ thấy được những cái tàn tích còn lại thôi, chứ không còn nguyên vẹn giống như xưa. Và cái ông Alexander Cunningham này, ông đã khám phá ra gần hết 2/3 các cái thánh tích của Phật giáo tại Ấn Độ. Hầu hết 2/3. Chẳng hạn như cái thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng ở Bodh Gaya của Bihar của Ấn Độ đó, là cái thánh địa còn nguyên vẹn nhất trong các cái thánh địa. Tại vì quý vị biết tại sao? Nếu như các vị đến đó, các vị sẽ thấy đó, cái thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng nó nằm thấp hơn cái mặt đường 10 mét. Do cái quá trình mà bào mòn của địa chất đó, thì không biết như thế nào cái thánh địa đó nó chủng xuống. Cái nơi thánh địa nó có hai cái dữ kiện quan trọng, đó là cái tháp, đại tháp giác ngộ, và cái cây Bồ Đề Đức Phật ngồi thành đạo. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ quay lại cái dữ kiện này. Thì đây là cái thánh địa còn nguyên vẹn nhất, và theo cái sự đánh giá của nhà khổ học Alexander Cunningham đó, thì cái thánh địa này sở dĩ nó còn nguyên vẹn sau khi cái phiến quân Hồi giáo tràn qua là do nó nằm thấp hơn cái mặt đất 10 mét, thành ra nó bị chôn vùi và hầu như người ta không có nhìn thấy nó. Quý vị biết là chúng Phật giáo Ấn Độ có một cái pháp nạn, đó là vào đầu thế kỷ thứ 12 thì cái phiến quân Hồi giáo ở Afghanistan, tức nghĩa là Afghanistan, tràn qua tiêu diệt cái nền văn hóa của Ấn Độ giáo. Nhưng mà Phật giáo cũng nằm chung số phận đó, và một trong cái tổn thất nặng nhất đó chính là cái trường đại học Nalanda. Cái trường đại học Nalanda theo sử liệu ghi nhận đó là hiện tại có khoảng 10.000 tăng sĩ theo học và khoảng 1.000 các vị giáo sư bị giết trong cái trận chiến đó. Cho nên là theo cái sử liệu ghi lại đó là kinh sách đó là đốt cháy khoảng 3 tháng cháy không hết. Và cái trường đại học Nalanda trở thành một cái dòng sông máu, trong đó là có 10.000 vị tăng sĩ chết và khoảng 1.000 vị giáo sư bị giết. Quý vị biết đại học Nalanda là cái trường đại học đầu tiên của Phật giáo được thành lập và được đào tạo. Trong số những người được đào tạo tại đó có Ngài Huyền Trang, Pháp Hiển Huyền Trang, Nghĩa Tịnh, và ở Việt Nam có hai vị tôn túc học ở đó, đó chính là Hòa Thượng Minh Châu và Hòa Thượng Tâm Châu. Hòa Thượng Tâm Châu ở Pháp và Hòa Thượng Minh Châu ở Việt Nam. Hòa Thượng Tâm Châu từng học ở Tích Lan và sau đó sang Ấn Độ. Cho nên cái trường đại học Nalanda đó là cái chứng tích rõ ràng của cái việc xâm phạm của Hồi giáo đối với cái nền văn hóa của Ấn Độ giáo, nhưng mà Phật giáo cũng nằm chung số phận đó. Thì sau cái thời kỳ đó thì Phật giáo bắt đầu suy yếu dần, cho đến ngày hôm nay thì theo cái số liệu thống kê của tổ chức diễn đàn tổ chức tôn giáo thế giới đó, thì Phật giáo tại Ấn Độ chỉ chiếm 5% trong tổng số 1.2 tỷ người của Ấn Độ. Tức nghĩa là nói nôm na là Phật giáo chiếm rất ít. Và nếu như chúng ta có đến Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy là hầu như 90% dân số Ấn Độ họ sẽ theo Ấn Độ giáo, không phải là Phật giáo. Nhưng
Ấn Độ giáo là cái tôn giáo rất là hòa đồng. Ấn Độ giáo nó có nhiều giáo phái, không phải là chỉ có một. Và Phật giáo, họ xem Phật giáo là một trong nhánh của Ấn Độ giáo. Họ xem Đức Phật là một vị thần của Ấn Độ giáo. À, cho nên từ cái chỗ đó đó là Phật giáo có cái chỗ có cái vị thế đứng và từ từ khôi phục. Cho đến ngày nay thì quý vị biết tại Bồ Đề Đạo Tràng có khoảng cỡ 60 ngôi chùa trên 40 quốc gia đang có ở đó, và ở Việt Nam thì có khoảng 10 ngôi chùa của người Việt tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và sau cái thời kỳ mà Asoka mà sau cái thời kỳ mà Asoka mà quy hồi về Phật giáo đó, thì Asoka bắt đầu gửi những các cái vị tăng sĩ đi tất cả các nơi, trong đó có một cái người con của Asoka là Thái tử Mahinda. Thái tử Mahinda đã xuất gia và phát nguyện đem Phật giáo truyền bá ra phía ngoài. Đó là Thái tử Mahinda đã đem Phật giáo đến Tích Lan, tức nghĩa là mình hay gọi là Sri Lanka đó. Thì Phật giáo bắt đầu bắt rễ từ Sri Lanka và phát triển dần theo phía Nam, người ta gọi là Nam truyền Phật giáo. Tuy nhiên còn một cái nhánh phát triển khác về phía Bắc, bắt đầu đi qua cái xuyên qua cái con đường tơ lụa Trung Á, đi xuyên qua cái con đường tơ lụa và đến Trung Quốc. Thì Phật giáo bắt đầu bắt rễ từ Trung Quốc. Cái vấn đề mà Phật giáo Việt Nam du nhập từ Trung Quốc hay là du nhập thẳng từ Ấn Độ vẫn còn là cái đề tài tranh cãi cho tới ngày hôm nay. Có rất nhiều cái sử liệu người ta chứng minh rằng Phật giáo Việt Nam bắt nguồn trực tiếp từ Ấn Độ chứ không bắt nguồn từ Trung Hoa. Thì chúng ta không đi sâu vào vấn đề này, chúng ta trở lại vấn đề của Phật giáo Hoa Kỳ. Thì cho đến năm 458 458 có một cái vị sư tên là Ngài Huệ Thâm đã cùng với bốn vị sư khác người gốc Afghanistan cũng xuất gia ở Trung Hoa và bắt đầu truyền Phật giáo sang phương Tây. Và cái địa điểm họ đến đầu tiên không phải là Hoa Kỳ, cái địa điểm đầu tiên họ đến đó chính là Mexico, phía nam của Mexico. Họ đi bằng đường biển và chúng tôi có tìm tất cả những cái dữ liệu để ở Phật giáo ở Mexico đó, hầu như là không có bất cứ sử liệu nào ghi về Phật giáo Mexico. Và có một chúng tôi có hỏi một cái vị cao tăng ở Đức, vị này chuyên biên khảo về sử học, thì ngài nói đó cái thánh tích đó hiện tại bây giờ nó trở thành một cái nhà thờ. Tại vì quý vị biết Mexico là cái quốc gia công giáo rất là mạnh, cho nên là hiện tại bây giờ cái nơi mà ngài Huệ Thâm đến để truyền bá Phật pháp, để làm cái cơ sở đó, thì hiện tại bây giờ nó là một cái cơ sở của một cái nhà thờ chính thống giáo. Thì ngài Huệ Thâm đến Mexico năm 458, tới năm 502 ngài Huệ Thâm quay trở về Trung Hoa và báo cáo với vua Lương Võ Đế về cái hành trình hoạt động của mình. Quý vị biết Lương Võ Đế không? Lương Võ Đế với Bồ Đề Đạt Ma, quý vị có nghe câu chuyện đó không? Câu chuyện giữa công đức và phước đức của Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Một hôm đó là Bồ Đề Đạt Ma đến ý kiến Lương Võ Đế để xin được truyền bá thiền học tại đất Lương. Thì Lương Võ Đế đó là cái người có công rất là lớn trong việc xây dựng chùa chiền và ủng hộ tăng ni in sách kinh Phật ra để truyền bá. Nhưng mà Lương Võ Đế rơi vào cái trạng thái gọi là tự cao, cho mình là công cao hơn tất cả. Cho nên một hôm đó Lương Võ Đế mời Bồ Đề Đạt Ma đến để diện kiến. Thì Bồ Đề Đạt Ma nhìn thấy Lương Võ Đế, Lương Võ Đế cũng nhìn thấy Bồ Đề Đạt Ma, một cái vị tăng sĩ đến từ Tây Vực, tức là Ấn Độ đó, rất là khác thường, không giống như tăng sĩ của Trung Hoa. Thì Lương Võ Đế mới vọt miệng hỏi Bồ Đề Đạt Ma đó là: chẩm làm tất cả công việc xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, truyền bá kinh sách, ủng hộ tăng ni như thế thì có nhiều công đức không? Thì lúc bấy giờ Bồ Đề Đạt Ma mới lấy cái tay khuẩy một cái, ông chả có tiếng nào gọi là công đức.
Thì Bồ Đề Đạt Ma nói cái câu đó nó có nhiều ý nghĩa, nhưng mà do cái tâm của Lương Võ Đế lúc bây giờ là một cái vị vua, thành ra cái tâm kiêu ngạo nó rất là lớn, cho nên là Lương Võ Đế nghĩ đây là cái một cái vị tăng sĩ không có hiểu biết, cho nên là cuối cùng rồi thì hai người không hợp. Và sau này đó, khi mà Hòa Thượng Chí Công thầy của Lương Võ Đế đó trở về triều lại thì gặp Lương Võ Đế, Lương Võ Đế mới kể lại cái câu chuyện đó. Thì Hòa Thượng Chí Công mới nói là ngài Bồ Đề Đạt Ma nói rất là đúng à, tại vì do cái vấn đề ở chỗ là ngài làm nhưng mà ngài thấy công việc của ngài ngài làm à, ngài làm cái việc đúc chuông tạo tượng nhưng mà ngài thấy cái việc đó ngài làm thì ngài chả có tí công đức nào hết à. Hơn nữa cái tiền của mà ngài làm đó không phải là tiền của chính ngài tạo dựng, mà tiền của đó là của người dân à. Quý vị biết phân biệt công đức và phước đức không? À, thí dụ như quý vị ngồi đây nghe pháp là công đức hay phước đức? Rồi quý vị hôm qua tôi ca mà quý vị tặng tiền là công đức hay phước đức? À, mình phải phân biệt nha, công đức khác, phước đức khác à. À, chữ công á là nó có cái bộ lực một bên, cái bộ lực một bên, cái tiếng Hán á, nó có bộ lực một bên. Công tức nghĩa là chỉ cho cái chính cái sức lực của mình, chẳng hạn như bây giờ tôi không có tiền tôi cúng dường, tôi không có cái không tiền để tôi làm những cái công việc Phật sự, nhưng mà tôi đến chùa tôi làm công quả, tôi rửa chén, tôi cắt cỏ, tôi phụ giúp quý thầy làm việc này việc kia, hay là tôi rảnh rỗi tôi lên tôi tụng kinh, tôi bái sám, tôi làm giúp đỡ tất cả công việc cho người khác à, thì cái đó so với một cái người mà bố thí cúng dường tạo tượng nhưng mà coi cái ta của mình nó lớn thì cái nào hay hơn? À, công đức nó hay hơn đúng không? À, nó khác biệt rõ ràng à, cho nên á chính những cái chỗ đó thành ra vua Lương Võ Đế đã bỏ đi một cái cơ hội rất là hiếm có. Và Bồ Đề Đạt Ma nghĩ rằng cái thời điểm mình truyền bá thiền học chưa đến, cho nên là ngài lên núi Thiếu Lâm ngồi ở trong cái hang núi đó 9 năm để tu tập, và cuối cùng đến thời cơ thì ngài sáng lập ra cái dòng thiền mới ở tại Trung Hoa, và từ đó bắt đầu chúng ta mới có các cái vị tổ là Huệ Khả, Đạo Tính, Tăng Sáng, Huệ Năng à, cái đó là lịch sử thiền học, bây giờ nói tới 1 tháng nữa cũng chưa hết nữa. Quay lại cái chuyện của Phật giáo của Mexico thì khi mà Huệ Thâm về báo cáo lại với lại Lương Võ Đế thì Lương Võ Đế cũng không có mấy là thích thú với cái việc đem Phật giáo truyền qua hướng khác, cho nên là Lương Võ Đế bỏ qua một bên. Mãi đến 1.400 năm sau, tức nghĩa là vào năm 1893 tại thành phố Chicago của Hoa Kỳ, thì một cái tổ chức ta gọi là tổ chức diễn đàn tôn giáo thế giới, họ tổ chức một cái cuộc đại hội để họ phân định rõ ràng cái việc phát triển của tôn giáo, không phải là Phật giáo riêng nha, tôn giáo của Hoa Kỳ tại đất nước Hoa Kỳ. Thì trong đó có một cái vị luật sư, ông là một thẩm phán cũng là một luật sư, ông tên là ông Charles. Ông này đã lên phát biểu là đã đến lúc đó là để cho cái sự phân định chính sách an sinh xã hội của Hoa Kỳ san sẻ cho những cái tôn giáo khác, chứ không thể san sẻ riêng cho công giáo không. Và cái câu nói này đó mặc dù nó không có dính dáng gì tới Phật giáo hết, nhưng mà nó là đã là cái tiền đề để cho các cái tôn giáo khác có cái định hướng phát triển à. Và ngay lập tức lúc bấy giờ đó, ba vị tôn túc lớn của Phật giáo được mời đến nói chuyện, trong đó có ba vị: một là ngài Dhammapala của Tích Lan, hai là thiền sư Saku của Nhật Bản, Thiền Tông; ba là cái vị tu theo Tịnh Độ Tông, ngài tên là Manzi à. Tuy nhiên thì trong ba vị này chỉ có hai vị đến, đó là ngài Dhammapala và ngài Saku đến. Saku là cái vị thiền sư phát triển Thiền Tông, đặt cái nền móng đầu tiên Thiền Tông tại Hoa Kỳ, và cũng là cái vị thầy của thiền sư Suzuki, cái người viết bộ thiền luận nổi tiếng thế giới. À, quý vị biết thiền luận của Suzuki không? Nãy giờ tôi nói chắc không ai hiểu gì hả? Hiểu không? Nãy giờ chắc đi trên mây không quá.
Hả? À, nghe từ từ thấm hả? À, cho nên hôm qua tôi nói với quý vị là học nó khác với nghe giảng. Nghe giảng có thể quý vị nghe xong rồi đó, rất là thích thú, nhưng mà xong rồi trở về quê cũ. Nhưng mà nếu mà quý vị học á, đáng lẽ hôm nay tôi chuẩn bị cái bản để có thể tôi viết để các vị có thể ghi đó, nhưng mà tôi chưa kịp cởi cái thì bị gắn cái này lên rồi, thành ra khỏi luôn. Đáng lẽ tôi chuẩn bị cái bản để tôi viết cho các vị, tuy nhiên thì không viết được, tại vì bây giờ nếu mà đứng ra mà viết á, thì mang cái y này nó không hay. Cho nên quý vị chịu khó nghe nha. Thật sự ra đây là những cái dữ liệu nó rất là quan trọng đối với các vị. Không phải là tôi muốn truyền bá cái gì đối với các vị, nhưng mà tôi muốn các vị hiểu thật sự cho cái sự phát triển của Phật giáo tại đây, để các vị có cái định hướng giống như Thượng tọa Pháp Hòa nãy nói đó, là làm cho Phật Pháp được trường tồn, làm cho Phật Pháp được hưng thạnh, thì không phải chúng ta chỉ có đi cầu nguyện, không phải chúng ta chỉ có đi nghe không, rồi bản thân mình không có giúp ích gì được hết. Mà khi chúng ta đến chùa, chúng ta nghe giảng, chúng ta học hỏi, thì chúng ta đem những cái đó chúng ta cống hiến để cho Phật Pháp được lưu truyền ở trên cái đất Mỹ này. Thì quay lại cái chuyện hồi nãy, tức nghĩa là sau cái kỳ đại hội đó thì Phật giáo bắt đầu có cái cơ hội để nhảy vào. Thì cho đến năm 1904 thì theo cái lời mời của một cái tỷ phú của Mỹ, thiền sư Saku, quay lại cái vùng Cali là San Francisco để thành lập cái trung tâm thiền đầu tiên của Phật giáo tại Hoa Kỳ. Và sau đó thì ngài mất. Cho đến năm 1924, thiền sư Suzuki đến Hoa Kỳ để truyền bá. Và ông này mặc dù là một cương vị là một cư sĩ, nhưng mà ông rất giỏi về thiền học. Thì thiền sư Suzuki đó đã đem tất cả các cái cốt tỷ của thiền, ông ta viết thành một cái bộ thiền luận gồm 3 quyển. Quý vị nếu mà muốn có thời gian đó, quý vị có thể tìm đọc cái bộ thiền luận có dịch ra Việt ngữ đó, do ngài Tuệ Sĩ dịch, dịch giả Tuệ Sĩ dịch. Thì sau cái thời gian đó thì Phật giáo bắt đầu bắt rễ. Cho đến khoảng năm 1930 thì lúc bây giờ là ngài Dhammapala từ Tích Lan, ngài bắt đầu đến cái trung tâm thiền của Washington DC, thành lập cái trung tâm thiền Vipassana tại Washington. Và cái hay của ngài Dhammapala mà thiền sư Saku làm không được đó, là ngài Dhammapala cũng sử dụng thiền, nhưng mà ngài hòa giải được cái tư tưởng của Công giáo với lại tư tưởng của Phật giáo hợp lại thành một. Và năm đó ngài Dhammapala đã tổ chức cái lễ Phật đản đầu tiên tại Hoa Kỳ, tại Washington DC, có sự tham dự của các cái tôn giáo khác, trong đó có Công giáo. Chúng ta cũng biết là ở Hoa Kỳ này mạnh nhất đó là Tin Lành giáo. Tin Lành phát triển rất là mạnh. Tin Lành đặc biệt là cái vùng phía Bắc Mỹ này, Tin Lành phát triển rất là mạnh. Thì ngài Dhammapala đó, quý vị cũng nên biết sơ về ngài tí xíu. Ngài là một cư sĩ, nhưng mà ngài có công rất là lớn trong việc chấn hưng Phật giáo tại Ấn Độ. Ngài Dhammapala sinh trưởng tại Tích Lan. Tuy nhiên đó là do lúc bấy giờ Tích Lan dưới cái sự thống trị của Anh Quốc, cho nên Dhammapala bắt đầu học các cái trường công giáo. Thì trong cái quyển cuộc đời và sự nghiệp của Dhammapala có viết đó, một hôm đó là ngài xin cái vị hiệu trưởng của cái trường để đi dự cái lễ Phật đản. Thì khi đi về đó, ngài cầm cái quyển kinh ở trên tay, và khi ngài đi vô trường thì cái vị hiệu trưởng chặn lại và cầm cái cuốn kinh nó xé rách nát hết, quăng xuống, lấy cái chân chà nát cái quyển kinh đó hết. Thì lúc bây giờ cái hình ảnh nó đập vào cái tâm trí của ngài Dhammapala. Lúc bây giờ ngài mới có 16 tuổi thôi, và cuối cùng rồi ngài quyết định là ngài sẽ rời cái trường đó, cho dù là cái kết quả nó như thế nào. Và khi ngài rời khỏi cái trường công giáo đó thì ngài được cái sự hỗ trợ của người mẹ. Người mẹ là một tín đồ Phật giáo. Tuy nhiên ở Mỹ này có hai cái vị Phật tử đã giúp ích cho Dhammapala rất lớn, đó là Đại tá Hải quân Henry Stillcott, cái người sáng chế ra cái lá cờ Phật giáo, và một cái
vị nữ Phật tử gốc Nga rất là nổi tiếng, đó là Palaskai, cái người đã sáng lập ra cái hội thông thiên học của Phật giáo tại New York. Năm 1875, hội thông thiên học được sáng lập bởi hai cái vị đó. Và đến năm 1880, hai vị này muốn đem Phật giáo vào Hoa Kỳ một cách chính thức, cho nên hai vị này bay qua Tích Lan quy y với Thượng tọa Runa Dapa. Ông này là một vị trưởng lão thông thạo về kinh điển của Bali. Và cái có một cái sự kiện rất là đặc biệt đối với cái vị trưởng lão này, đó là ông ta đã công khai tranh luận với lại các cái vị mục, các cái vị linh mục ở Tích Lan. Và trong cái cuộc tranh luận đó ông ta đã thắng. Và từ cái chỗ đó thành ra chính phủ thuộc địa của anh nó bắt đầu mới nhượng bộ ông ta cho phép mở cái trường Phật giáo. Thì hai vị này đến quy y. Hai vị này đến quy y xong thì mới hỗ trợ cho Dhammapala thành lập cái trường Phật giáo đầu tiên tại Colombo, thủ đô của Tích Lan. Thì sau khi mà Dhammapala học và thành công trên cái con đường học vấn thì ông ta bắt đầu không muốn lập gia đình, và ông ta muốn đem cái cuộc đời của mình cống hiến cho Phật giáo, cho nên ông ta đi sang Ấn Độ để chiêm bái các cái thánh tích. Thì khi ông đến Bồ Đề Đạo Tràng đó, lúc bây giờ đó là chủ cái Bồ Đề Đạo Tràng là một cái vị Bà La Môn giáo, và ông ta thấy là có hai cái vị sư ngồi ở trong dưới cái gốc Bồ Đề bên cái cạnh tòa tháp đó mà bị vợ chồng của cái người chủ Bà La Môn giáo lấy cây quấn đuổi đi, không có cho đến gần cái khu đó. Thì trong ông tim ông ta rất là đau. Và ông ta quyết định vào ngày 31 tháng 5, ông ta đã thành lập cái hội Mahabodhi Society, mình hay gọi là hội Bồ Đề Đạo Tràng đó. Và ông dùng cái hội này giống như cái đòn bẩy kêu gọi các cái nghị sĩ của Ấn Độ cũng như là các cái vị luật sư để tranh đấu giành cái quyền kiểm soát lại Bồ Đề Đạo Tràng. Và kết quả chung cuộc thì trong cái thánh tích Bồ Đề, quý vị biết trong cái thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng đó, nó có một cái quỷ ban. Trong cái quỷ ban đó có 11 vị, nhưng mà hết 10 người là Hindu giáo, chỉ có 3 người Phật giáo thôi. Chỉ có 3 người Phật giáo thôi. 10 người trong đó là đạo Hindu. Tại vì Bồ Đề Đạo Tràng là cái điểm rất nhiều khách du lịch đến, cho nên họ xem đó giống như là một cái công cuộc để có thể làm business. Thì Dhammapala đã tranh đấu, cuối cùng thì các cái vị tăng sĩ có cái chỗ đứng vào trong cái quỹ ban đó. Và cho đến hôm nay đó, cái tháp đại giác đó là được cái sự quản lý của tăng sĩ chứ không phải là cư sĩ quản lý. Đó là cái công của ngài Dhammapala rất là lớn. Nếu như quý vị nghĩ nếu mà không có ngài Dhammapala mà giống một cái tiếng chuông để kêu gọi thế giới ủng hộ cái đó, thì cho tới bây giờ chúng tôi nghĩ tất cả các thánh thính Phật giáo có thể trở thành một cái đống gạch vụn và không ai biết đến hết. Thì Dhammapala đến Hoa Kỳ và với cái sự hỗ trợ của hai cái vị Phật tử là đại tá quân đội Henry Scott với lại bà Palaskai, thì ông ta thành lập rất nhiều trung tâm thiền. Và từ đó bắt đầu thiền Vipassana, mình hay gọi còn thiền minh sát đó, phát triển rất là nhanh. Cho đến một cái vị cư sĩ cũng là một cái vị lạc ma, tu theo cái phái mũ vàng của ngài Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 của Ấn Độ đó, đến trung tâm thiền học của San Francisco do thiền sư Saku sáng lập. Thì ông ta đến đây ông ta nương nhờ để tá túc thôi, nhưng mà do cái cách sinh hoạt của người Tây Tạng đó thì nó đánh vào cái con mắt của người Mỹ đó, họ thấy có cái hình thức lạ cho nên họ cảm thấy họ thích thú. Và cuối cùng rồi thì với cái sự hỗ trợ của nhiều người Mỹ đó, thì cái vị Lạc Ma này thành lập một cái trung tâm thiền riêng, người ta gọi là trung tâm thiền của Tây Tạng, bắt đầu Phật giáo Tây Tạng bắt rễ. Tuy nhiên Phật giáo Việt Nam thì chỉ có hai người duy nhất được xem là đặt chân đầu tiên tới Mỹ, đó là Thiền sư Nhất Hạnh và Hòa thượng Thiên Ân. Thiền sư Nhất Hạnh đến Hoa Kỳ năm 1962, sau đó Hòa thượng về, và đến năm 1967 Hòa thượng quay lại.
Nhưng mà riêng qua đối với Hòa Thượng Thiên Ân á, Hòa Thượng Thiên Ân không phải đến để học, nhưng mà Hòa Thượng Thiên Ân tốt nghiệp tiến sĩ tại Nhật. Nhưng mà Hòa Thượng Thiên Ân được cái tổ chức văn hóa của UNESCO á, mời sang dạy thiền học. Và ngày đến San Francisco, sau khi ngày dạy xong thì ngày thành lập cái trung tâm thiền Phật giáo quốc tế tại LA. Và cũng tại đây đó, ngày kết hợp với Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Đại Hàn, Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Tây Tạng thành lập cái trường Đại học Đông Phương đầu tiên. Nhưng mà cái cuộc đời của Hòa Thượng Thiên Ân thì không có được dài, cho nên là Hòa Thượng viên tịch sớm. Và cái hiện tại bây giờ thì cái trung tâm thiền đó nó vẫn còn, nhưng mà phát triển không mạnh. Mãi tới năm 1992 thì các cái vị tôn túc từ Việt Nam qua, và hiện tại bây giờ chúng tôi đếm sơ đó, thì trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đó, thì chúng tôi thống kê được khoảng chùa chính thức và không chính thức. Ở đây nói chùa chính thức tức nghĩa là chùa có giấy phép của liên bang, và chùa không chính thức tức nghĩa là một cái ngôi nhà cải thành cái chùa, thì có khoảng trên 400 ngôi trong 50 tiểu bang. Trong đó là Cali là nhiều nhất, California là cái tiểu bang có nhiều nhất. Thì Phật giáo Việt Nam hiện tại bây giờ là phát triển thật sự rất mạnh đối với lại các cái cộng đồng Phật giáo khác. Cho nên đó là cái sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Tích Lan hay là Phật giáo Nhật Bản, mặc dù họ đến sớm nhưng mà do cái đường lối phát triển đó có thể là họ chưa có gắn kết. Tuy nhiên thì trong cái quá trình phát triển có một cái ông luật sư cũng là một tiến sĩ về kinh tế học, đó là tiến sĩ Carl Fallon. Ông này đã đem những cái sách vở của Phật giáo bằng tiếng Phạn và tiếng Bali dịch sang tiếng Anh để phổ biến. Thì tất cả những cái sách vở mà trên thế giới hiện tại chúng ta đang có đó, thì có thể nói thống kê ông này là cái người dịch nhiều nhất. Tức nghĩa là người ta thống kê có khoảng, ông có khoảng trên 14.000 đầu sách và khoảng 75.000 cái đầu đề viết về cho các cái bài báo. Cho nên đó là người phương Tây khi mà họ đọc những cái bài viết của ông đó, họ cảm nhận về Phật giáo rất là nhanh, cảm nhận về Phật giáo rất là nhanh. Và cái vị tu sĩ người Mỹ đầu tiên được xuất gia tại Nhật Bản theo cái trường phái của Thiền Tông đó chính là Kashi Philip. Ông này là tác giả của hai quyển sách rất là nổi tiếng, đó là Ba Trụ Thiền, và cái quyển sách thứ hai đó là Thiền Ánh Bình Minh của Phương Tây. Hai quyển sách này rất là hay. Ông này tu theo cái trường phái của thiền của Nhật Bản, nhưng mà ông rất thích về Tịnh Độ Tông. Cho nên là ông cũng đem Tịnh Độ Tông truyền vào Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ Tịnh Độ Tông của Nhật Bản cũng đang có mặt tại Hoa Kỳ. Thì nói tóm lại đó, là cái con số mà chúng ta có thể tưởng tượng được là dân số thế giới bây giờ thì từ 1.4 tỷ cho tới 1.7 tỷ. Nhưng mà người ta thống kê được đó là khoảng 1.2 tỷ dân số thế giới là thuộc về Phật giáo không chính thức. Trong đó Hoa Kỳ hiện tại có khoảng 2.5 triệu Phật tử. Khoảng 2.5 triệu Phật tử. Tức nghĩa là không tính là Việt Nam hay là bất cứ tôn giáo nào nha. Nói chung là Phật giáo. Hoa Kỳ có khoảng 2.5 triệu Phật tử. Nhưng trong 2.5 triệu Phật tử đó, hết 1.5 triệu Phật tử đi theo trường phái của Vipassana thiền học. Còn lại 1 triệu là rải rác chia đều Tịnh Độ Tông, rồi Pháp Hoa Tông, rồi Thiền Tông, đại khái như thế. Riêng về cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đó, thì giống như những cái ngôi chùa chúng tôi thống kê đó, chùa thì nhiều nhưng mà cái số lượng tăng sĩ rất là ít. Có nhiều chùa thành lập nhưng mà không có tăng sĩ, chỉ có cái ban quản trị thôi. Và cho nên đó là cái số lượng tăng sĩ hiện tại ở Hoa Kỳ này, theo một cái thống kê gần đây nhất có khoảng 5.000 chứ không hơn. Khoảng 5.000 tăng sĩ, tăng ni đó của Việt Nam á.
Thì nói tóm lại đó, thì chúng tôi muốn nhắn nhủ vài điều trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Thứ nhất, đó là quý vị có một cái may mắn được sinh sống tại đất nước này. Đó là một cái phước báo rất là lớn. Quý vị được bảo vệ, quý vị được tiếp cận nhiều cái y khoa hiện đại, quý vị được tiếp cận nhiều cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới. Đó là một cái phước báo lớn nói theo kinh sách. Tuy nhiên, người ta nói nếu như mình đang hưởng phước mà mình không biết tạo phước thì cái phước đó nó sẽ mất. Cho nên khi mình có phước, mình hưởng phước thì mình phải san sẻ cái phước đó. Quý vị có điều kiện tiếp xúc với Phật giáo thì quý vị chịu khó nghiên cứu học hỏi, đem cái chính thống đó chia sẻ với người khác. Đó là một cái công đức rất là vô lượng. Thì mà thật sự ra trên đời này đó, nếu mà nói mà chia sẻ đó thì thường đó là ít có ai quan tâm đến nhiều. Chẳng hạn như tôi có một cái mẩu chuyện vui tôi muốn kể cho quý vị nghe đó, là có cái anh đó, ảnh tên là anh chàng ngốc. Thật sự ra anh này ảnh không có ngốc, anh này ảnh rất là giàu có, ảnh sinh trưởng trong một cái gia đình giàu có. Và một hôm đó ảnh đem tiền ra chợ để ảnh mua 5 con lừa. Thì ảnh dẫn 5 con lừa đi về. Trên đường đi đó ảnh mỏi quá, nên ảnh mới leo lên con lừa, ảnh cởi một con. Thì ảnh quay lại ảnh đếm đó, ảnh thấy sao có 4 con, mất hết 1 con. Thì ảnh mới tuột xuống cái con lừa đó, ảnh mới đứng ảnh đếm thì đúng 5 con. Thì ảnh mới leo lên con lừa, ảnh cởi ảnh đi tiếp đoạn nữa. Nhưng mà ảnh quay lại ảnh đếm lần thứ hai nữa thì ảnh thấy cũng có 4 con. Cho nên ảnh tuột xuống lần nữa thì ảnh đếm đúng là 5 con. Ảnh mới suy nghĩ trong đầu, ảnh nói là tại sao á, là khi mình leo lên thì nó mất 1 con, mà mình quay lại nhìn, mà mình leo xuống thì nó còn đúng 5 con. Thì cuối cùng rồi đó anh nói thôi đi bộ. Anh nói thôi đi bộ cho nó chắc ăn. Thì anh ta bắt đầu dẫn đi bộ. Thì một cái người đi đường á, họ mới thấy anh này, anh nói là anh sao mà anh ngốc quá vậy, có lừa sao anh không chịu cởi mà anh mất đi bộ. Thì anh này anh nói là không biết sao á, thế mà tôi leo lên là còn 4 con, mà tôi tuột xuống thì đúng 5 con. Thì cứ lặp đi lặp lại hoài đó, thì cuối cùng anh về tới nhà. Cái câu chuyện này thật ra cái câu chuyện vui, nhưng mà nó nhắn nhủ mình một cái điều, một cái chân lý rất là lớn. Đó là gì? Mỗi khi mà chúng ta hạ thủ công phu tu tập, mỗi khi mà chúng ta lắng nghe được một bài pháp hay, mỗi khi mà chúng ta đọc được một cái quyển sách thích thú, thì bắt đầu làm sao? Bắt đầu có cái sự tinh tấn tu tập. Nhưng mà sao? Được một thời gian thôi, rồi bắt đầu tuột xuống lại. Đúng không? Bắt đầu tuột xuống lại. Chẳng hạn như bây giờ quý vị, có thể là quý vị mới đầu gặp thầy Pháp Hòa thì quý vị có thể về tinh tấn dữ lắm. Cái lâu 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau quý vị không gặp lại, bắt đầu giảm từ 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 từ. Giảm từ từ. Tu bắt đầu nó giảm từ từ. Thì chúng ta cũng giống như cái anh chàng ngốc đó, y hệt như anh chàng ngốc đó. Chúng ta leo lên cho thiệt là cao, cái tâm phát khởi cho thiệt là lớn, cuối cùng cái buông cái rớt xuống cái bịch, trở lại con số 0, bắt đầu từ đầu. Phải không? Cho nên đừng để cái sự cố gắng của mình nó mất đi. Không nên để cái sự cố gắng của mình nó mất đi. Từ cái cố gắng đó mình phải đạp lên cho thiệt là mạnh, mình phải phóng lên cho thiệt là cao. Thành ra đó thì thường đó, mình tới chùa, chẳng hạn như quý vị lại xuống, tôi nói quý vị vấn đề quý vị lại xuống, thường quý vị lại xuống quý vị làm gì, trong đầu quý vị nghĩ gì, có nghĩ gì không? Chắc ăn lạc không? Lại xuống nó ngộp cái lá phổi, hít thở không được, lát đứng lên mặt xanh lè, ăn lạc cái gì? Phải không? Hay là lại xuống trong đầu nghĩ lung tung, hay là có người lại xuống bắt đầu sinh tùm lum. Giống như trong thời Phật có cái bà đó, bà đem 2 cái bánh tới bà cúng dường Đức Phật. Và bà đem 2 cái bánh đó tới, bà ngồi kế bên Đức Phật, bà nói: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con có nướng 2 cái bánh, con đem đến cúng dường cho Ngài. Nhưng mà trước khi Ngài thọ 2 cái bánh này đó, xin Ngài chú nguyện cho con, chú nguyện cho con của con, chú nguyện cho cháu của con, chú nguyện cho dâu của con, chú nguyện cho rể của con được an lạc nha. Thì sau khi bà đi về xong á, Đức Phật có nói với A Nan, Đức Phật nói là
cái người mà ăn xin á, cái người mà đi ăn xin á, thì thường á là A Nan có nhận được gì từ cái người đó không? A Nan nói cái người ăn xin hỏi xin mình chứ sao mình nhận được được Thế Tôn? Thì Đức Phật nói cái bà đó nó cũng vậy đó. Bả là cái người đi ăn xin chứ phải bả là cái người cúng. Cho nên á, thường mà chúng ta đến chùa mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện đủ thứ là chúng ta đang đi ăn xin, chứ không phải là chúng ta đang đi tạo phước, đúng không? Thí dụ như quý vị lại xuống thì thường là quý vị làm cái gì? Ở đây Phật tử đó, chúng tôi Phật tử tu viện giác ngộ á, lại xuống xong tôi phải sử dụng cái khánh. Nếu thôi lại xuống là ngóc lên liền à. Nó giống như là cuốc đất á, cuốc cho nó nhanh rồi bắt đầu về nghỉ. Người ta lại xuống là người ta phải có chánh niệm. Khi mà người ta lại mộp xuống là người ta lại cái lại đó không phải chỉ duy nhất chỉ có lại cho mình, mà lại cho bản thân mình, cho cha mẹ mình, cho anh chị mình, cho dòng họ mình, cho bạn bè mình, cho tất cả chúng sanh, chứ không phải cái lại đó của mình không. Lại xuống hít thở cho thật đều, phải ngóc lên. Đó là nói về cái lại không. Cho nên nó là cái đường lối tu của mình hiện tại bây giờ đó, mình phải xem lại, mình phải coi lại cho nó, coi là mình có đúng không, đi đúng không, đi đúng không, hay là chúng ta đang chạy theo phong trào, chúng ta đang đi theo phong trào, hay là chúng ta mong cầu cái gì đó, thì cái đó mình phải coi lại. Thông thường thì người ta đó, thường người ta nghĩ tới cái hạnh phúc thôi, chứ ta không nghĩ tới khổ đau. Thường nghĩ tới hạnh phúc chứ không thường ta nghĩ tới khổ đau. Giống như có cái chuyện này nó vui ha, hôm nay kể chuyện hơi nhiều. Có cái loài Atula đó, quý vị biết loài Atula mà phải không? Atula là trên loài người hay dưới loài người? Trên loài người không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, phải không? Tức nghĩa là cái loài Atula nó có phước hơn loài người, phải không? Thì theo kinh điển mô tả đó, Atula là cái loài rất là sung sướng, tức nghĩa là không cần làm mà cũng có ăn. Không cần phải đi làm một ngày hai ba chớp, nhưng mà chỉ cần ngồi đây là tưởng ra là sơn hào hải vị là đều có hết. Thì cái loài Atula đó họ có cái bát, họ cầm cái bát đó nè, và họ nghĩ cái gì đó thì nó có cái món đó. Nói vậy thôi chứ mình đừng có thích sanh về cái loài này nha. Cái bát của Atula đó nó có hai phần. Cái phần trên đó là thức ăn rất là ngon, nhưng mà cái phần dưới đó là toàn bộ là đồ nhô uế không à. Đồ không có, không đồ bất tịnh đó, gọi là đồ bất tịnh đó. Thì thường mà Atula mà họ ướt cái đồ ăn đó thì họ ăn nửa chừng xong là họ ăn nhầm những cái thứ dơ là họ rất là sân lên. Cho nên cái loại Atula họ sân là nhiều là vậy đó. Cái loại Atula theo người ta nói đó là Atula nữ rất là đẹp. Đẹp còn hơn là hoa hậu nữa. Không cần phải sửa sắc đẹp. Còn Atula nam á là nó rất là xấu xí, tại vì tối ngày ăn nha, được ăn không đi quýnh lộn không à, không có làm gì hết. Thành ra là rất là xấu xí. Nhưng mà hai cái loại này đó là họ rất là hợp với nhau. Cho nên đó là cái loại Atula thường họ nghĩ cái bát cơm của họ đồ ngon thì nó ra đồ ngon, nhưng mà cái khúc dưới á là đồ dơ. Mà thường á họ thấy cái đồ ngon là họ sực phàn liền, họ ăn liền. Nhưng mà đang ăn ngon lành tự nhiên mất chớn, nhịn dưới toàn là gác không à. Cái cuộc đời nó cũng giống như thế. Nửa cái phần trên đó, sinh ra trong gia đình gia giáo, cha mẹ nuôi nấng, học hành thành công, có được ông xã lo lắng, có con ngoan, có công việc tốt, nhưng mà nửa phần còn dưới thì sao? Khổ đau vô cùng, không? Chúng tôi khỏi cần phải kể các loại khổ. Ở đây quý vị biết rồi. Kinh điển thống kê có tam khổ, bát khổ, chứ thật sự ra là muôn vàn cái khổ. Khổ tới mức độ mà đời là cái bể khổ đó, mà bơi qua tới cái bể là chết trước khi qua cái bờ đó. Khổ tới mức độ đó. Nhưng mà cái người mà người ta khổ đó, người ta thường là người ta không có tìm cái nguyên nhân của cái khổ,
mà thường là người ta than trời trách đất là nhiều, than trời trách đất là nhiều. Thí dụ như có bao giờ chúng ta nghĩ là chúng ta tu lâu ngày rồi chúng ta gặp nhiều cái chuyện gắt gói không? Có đó. Thí dụ như có nhiều người tu đi chùa bố thí cúng dường đủ thứ hết trơn mà cuối cùng bản thân mình lại sao? Gặp rất là nhiều chuyện phiền não. Bản thân mình gặp rất nhiều phiền não. Thì cái đó mình phải coi lại à. Mình coi lại cái đường tu của mình à. Nhiều khi mình tu nhưng mà nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên Phật chẳng hiền. Nhất niên Phật tại tiền là mới đầu vô chùa gặp quý thầy quý cô rồi tao nói nó kính mến vô cùng, nó dễ thương vô cùng, nhìn người Phật tử hiền chân chất à, cái tâm chị này tốt lắm đó chị, cái tâm anh này tốt lắm. Nhưng mà vài năm sau rồi nhị niên Phật thăng thiên, bắt đầu là thôi không tụng kinh nữa, thôi không có nghe pháp nữa, bây giờ thôi tôi làm con quả thôi à, ai làm gì làm, tôi chỉ làm con quả phía ngoài thôi. Hay là à, thôi quý vị tu cứ tu đi, tôi tu tâm được rồi à, tu tâm được rồi à, nhưng mà trong tâm toàn là dao không à. Tam niên Phật chẳng hiền, bắt đầu leo xuống cái nhà bếp nha, người này nói vô người kia nói ra, người này móc chuyện này người kia bơi chuyện kia, bắt đầu cái tâm nó vẫn đục lên rồi nha, bắt đầu thôi không tu nữa à, bỏ chùa à, bắt đầu sao chửi lộn à, đó là tam niên Phật chẳng hiền là vậy đó à, tức nghĩa là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên Phật chẳng hiền. Đó là một cái quá trình mà chỉ cho một cái người đi lạc cái đường, lạc cái con đường. Chúng ta đi lạc con đường rõ ràng. Quý vị nhớ ngày xưa đó mà các cái vị tỳ kheo, các cái vị cư sĩ mà họ mà đến Đức Phật, Đức Phật chỉ nói là thiện lai tỳ kheo, sờ cái đầu thôi là chứng đắc quả la hán liền. Tại vì sao? Tại vì cái lúc đó cái tâm của người ta nó rất là thiện, tâm người ta nó rất là sạch, nó rất là trong sáng. Thì người ta gặp Đức Phật, chỉ Đức Phật nói một câu thôi là người ta ngộ liền, người ta đắc quả la hán liền. Còn mình bây giờ mình đi nghe rất là nhiều, đọc cũng rất là nhiều sách nhưng mà đắc quả la làng không có la hán. Toàn là la làng không à. Tại vì sao? Tại vì phiền não nhiều quá, quá trời phiền não. Cho nên trong tứ hoằng thể nguyện ta nói phiền não vô tận thể nguyện đoạn, đoạn hoài đoạn hết. Tứ hoằng thể nguyện. Mà khi mà quý vị mà đoạn được phiền não xong là quý vị sẽ thành Phật. Nó đơn giản vậy thôi. Thành Phật nó rất là đơn giản, không có gì khó đó. Người nào mà không còn bước vào cái kinh giới của phiền não đó, thì người đó giác ngộ thành Phật. Một ngày đó, mấy mốt về quý vị ngồi thử coi, ngồi thử coi trong 24 tiếng đồng hồ đó được mấy phút không phiền não, được mấy phút không phiền não à. Có không? Tranh giành chụp hình không nó cũng phiền não à. Tranh giành chụp hình nó cũng phiền não đó. Sao chị chụp tôi xấu quá, tôi chụp chị đẹp mà chị chụp tôi xấu à. Thì chúng tôi muốn chia sẻ với các vị các vấn đề như thế để các vị có cái phương hướng để chúng ta tu tập cho nó tốt. Và từ cái mà quý vị định được cái phương hướng của mình đó thì các vị bắt đầu mới tu tập, nó mới có kết quả. Thí dụ như bây giờ quý vị làm một cái công việc gì đó, quý vị phải có một cái kế hoạch phải làm cái gì thì công việc các vị nó mới thành tựu. Còn bây giờ quý vị mà cứ nhắm mắt, bây giờ tu mà không biết mình tu cái gì, học mà không biết mình học cái gì, nghe pháp mà mình không biết mình nghe cái gì thì thôi thua rồi. Cái thời gian ở Mỹ này nó quý lắm. Quý vị mà bỏ được cái thời gian vào cái ngày hôm nay là thứ năm, mà cái ngày làm việc của quý vị đến đây nghe là rất là hoan hỷ. Bỏ một cái thời gian rất là dài, 12 tiếng đồng hồ. Trong 12 tiếng đó mình đến đây ít nhất mình phải học được cái gì đó, mình phải hiểu được cái gì đó, và mình phải đem cái điều đó mình ứng dụng, mình tu an lạc được cái gì đó. Cái đó cái làm mới là cái quan trọng à. Chứ không phải là chúng ta chỉ nghe nó đơn giản rồi thôi à. Thành ra đó là chúng tôi rất là mong mỏi quý vị là những cái vị Phật tử thân cận với nhiều cái vị giảng sư, đặc biệt là Thượng tọa Pháp Hòa, thì chúng tôi rất là mong mỏi quý vị có cái suy nghĩ cho nó
nó chín hơn, nó chín mùi hơn chút. Mình nghe, thí dụ mình nghe một cái bài pháp thì về trong cái bài pháp đó mình phải nghĩ được là mình học được cái gì từ cái bài pháp đó. Mình đem cái học được từ cái bài pháp đó mình ứng dụng vào trong cái đời sống của mình là cái điều rất là quý, hết sức là quý báu. Đó chính là chúng ta gọi là thực hành lời Phật dạy. Hồi xưa đó Đức Phật không có nói nhiều kinh điển, không có giảng nhiều giống như tụi tôi giờ đâu. Đức Phật chỉ giảng là, thí dụ như gặp một cái vị cư sĩ nào đến, Đức Phật nói là không làm các việc ác, chỉ làm các việc lành, giữ với tâm ý trong sạch. Đó là Phật dạy rồi, vậy xong. Có ba điều thôi. Không làm các việc ác, chỉ làm các việc thiện, giữ với tâm ý trong sạch. Thí dụ như hai vấn đề đầu quý vị có thể là được nè, không làm các việc ác, chỉ làm các việc thiện, nhưng mà giữ với tâm ý trong sạch được không? Rất là khó đúng không? Rất là khó. Thành ra đó, khi mà cái vị mà giới sư mà người ta truyền giới cho mình đó, là người ta trước khi mà người ta truyền giới là người ta sẽ sám hối cho giới tử trước. Nó giống như là, tại sao người ta phải sám hối? Nó giống như là cái bình, thí dụ như cái bình mà mình muốn cái hoa mà đựng vô cái bình mà nó tươi á, thì người ta phải xúc cái bình cho nó sạch, phải không? Cái bình mà nó dơ mà quý vị cắm hoa vô là hoa nó sẽ mau héo, hoa nó sẽ mau mau hôi, nước nó sẽ mau hôi thì hoa nó sẽ mau héo. Thành ra đó, người ta sám hối, các cái vị giới sư mà sám hối cho giới tử đó là để xúc cái bình cho nó sạch, rửa cái tâm mình cho nó sạch trước khi mình trở thành một Phật tử chân chính nhận lãnh giới pháp. Rồi tiếp theo cái vị thầy đó bắt đầu mới quy Phật, quy pháp, quy tăng cho các vị, rồi bắt đầu mới truyền năm giới cho các vị. Chứ không phải là quy giống như là thời vụ, tức nghĩa là làm xẹt xong, không có. Mà cái người đó phải, cái tâm họ phải thật sự là cầu pháp, cái tâm họ họ thật sự là muốn, mong muốn mình trở thành Phật tử, thì cái việc quy nó mới 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 có kết quả. Trong Phật giáo đó, Đức Phật thường nói đó, muốn Phật pháp được tồn tại thế gian duy nhất chỉ có một điều là phải tôn thượng giới luật làm thầy, không có cái gì ngoài giới luật hết. Nếu như một cái người Phật tử học nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều, hay là một cái vị tu sĩ học cao hiểu rộng nhiều nhưng mà phá giới thì cũng vậy thôi, nó cũng không có đi đến kết quả cuối cùng. Cho nên giới á, nó là cái căn bản để chúng ta bước lên cái thánh quả. Quý vị muốn bước được lên thánh quả thì đầu tiên các vị phải giữ giới trước. Không có cái gì là không thể nào mà bỏ giới được. Thành ra đó, người ta có cái môn học gọi là Tam vô lậu học, là giới định tuệ. Muốn có tuệ thì phải có định, muốn có định trước tiên là phải giữ giới. Chứ không phải là chứ không phải chúng ta nghe rồi chúng ta bỏ giới qua một bên. Tôi nói cái giới pháp nó rất là quan trọng nha. Nếu như quý vị mà một vị Phật tử mà không tuân thủ giáo pháp đó, quý vị tu suốt cuộc đời nó không có kết quả, tôi bảo đảm 100% nó không có kết quả. Trong đó ngũ giới, ngũ giới là cái năm năm cái giới rất là căn bản. Một là không sát sanh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn là không nói dối, năm là nó không uống rượu. Bây giờ mình nói cái chuyện cái giới sát sanh thôi là mình phạm rất là nhiều. Sát sanh là sao? Sát sanh tức nghĩa là không đoạn mạng sống, không đoạn mạng sống người khác gọi là sát sanh. Đoạn mạng sống nó có ba phương cách: tự mình giết, xúi người giết, thấy người giết mà vui. Ví dụ bây giờ mình không có giết con cá mà mình thấy người ta giết con cá mà mình vui theo, mình cũng phạm tội sát. Không phải đơn giản à, cái giới sát nếu mà hiểu kỹ là nó phải vậy đó. Cho nên có nhiều người đó, họ đi phóng sanh nha, họ phóng mấy trăm ký đó, về phóng sanh xong về lấy cái dao chặt con cá anh biết cái bụp coi như què vốn rồi, đâu có làm gì được. Cho nên cái giới sát á, nội nội mà triển khai cái giới sát không á, là đối với cái cuộc sống quý vị đó thấy là chúng ta va chạm rất là nhiều, va chạm rất là nhiều. Thành ra đó là trước khi mà quý vị muốn thọ giới thì các vị phải suy nghĩ cho nó kỹ, coi mình có khả năng mình giữ cái giới đó không. Nếu mình có khả năng mình giữ cái giới đó thì mình xin phát nguyện mình giữ cái giới đó.
Còn nếu như quý vị không có khả năng giữ cái giới đó thì các vị không sinh không giữ cái giới đó. Thà chứ chúng ta không thọ mà chúng ta phạm thì có thể là tội nó nhẹ. Nhưng mà chúng ta đã thọ rồi mà chúng ta phạm vào cái giới đó là tội nó rất là nặng. Phải tội là tội gấp đôi chứ không phải là người ta nói biết pháp và phạm pháp là tội rất là nặng. Đó là nói về cái giới sát thôi đó. Chứ chưa nói về cái vấn đề với những cái giới khác. Chẳng hạn như cái giới trộm. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng xài chung một cái account mà quý vị rút tiền, quý vị không báo cho người chồng biết, hay là quý vị rút tiền, quý vị không báo cho người vợ biết, cái đó cũng gọi là trộm. Không cho mà lấy, ta gọi là trộm. Người ta không cho cái vật mà người ta, thí dụ như cái này người ta không cho mình lấy, gọi là trộm. Cái giới trộm là nó là vậy đó. Đó cho nên là ai mà có rút tiền về nhớ báo cho tao biết. Đâu quên kỳ vậy? Quên gì kỳ vậy? Cái giới trộm là vậy đó. Cái giới trộm mà ta định nghĩa rất là ngắn gọn. Không cho mà lấy thì gọi là trộm. Còn cái giới dâm, cái giới dâm thì có hai cái phương diện. Đức Phật nói là tại gia thì ngăn cấm tà dâm thôi, nhưng mà xuất gia thì phải tuyệt hẳn dâm dục. Tức nghĩa là cái người xuất gia là không có được làm những cái hành động gọi là dâm dục với cái người cùng phái khác phái. Nhưng mà đối với cư sĩ tại gia đó, Đức Phật cấm là chỉ là tà dâm thôi. Tức nghĩa là không có được lăng chạ bên ngoài, không có được lăng nhăng lén phép bên ngoài. Cái đó gọi là cái giới dâm. Cho nên cái mà quý vị biết, tôi nói lại lần cuối đó ha, là cái ngũ giới đó, đó là cái thềm để các vị bước lên cái thánh quả. Nếu như các vị mà không giữ giới đó, tu suốt cuộc đời rồi nó cũng vậy thôi, nó không có gì tiến triển hết, không có tiến triển được. Còn cái giới vọng là thôi khỏi nói rồi, quá trời luôn. Vọng có bốn loại đúng không? Mà thường đó là mình là hay gọi là mình đi tám á, tức nghĩa là tụm nhau lại bắt đầu moi chuyện người này chuyện người kia nha. Cái chị đó vậy đó, cái anh đó vậy đó, cái cô đó vậy đó, cái em đó vậy đó, bắt đầu nói bàn tán với nhau. Cái đó cũng thuộc vọng ngữ chứ không phải giỡn đâu. Cái đó là gọi là cái gì? Cái đó người ta gọi là lưỡng thiệt. Đầu này nói đầu kia nói đầu này. Phê phán người ta, chỉ trích người ta mà không biết người ta có hay không. Tôi nghe đồn cái chị đó vậy đó. Tôi nghe đồn cái anh đó vậy đó. Rồi cái đồn nhau, rồi cái bàn tán nhau. Cuối cùng sao? Mình tạo khẩu nghiệp. Người ta đâu có tạo. Ví dụ như chẳng hạn như tôi nói cái vấn đề trên mạng Facebook á. Coi như là cái mạng xã hội gọi là cái mạng ảo. Họ công kích lẫn nhau. Nhưng mà cái hậu quả của cái việc đó nó không có lường được. Thí dụ như cái người mà người ta không có đó thì người ta không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà công kích người ta mà vấn đề không có đó, cái người đó mới là lãnh cái hậu quả vô cùng. Tại vì sao? Bản thân họ tự tạo cái phiền não cho họ chứ không ai tạo hết. Bản thân họ tự tạo phiền não cho họ. Họ nói cho đã, cái người ta không nói cái họ tức lên. Họ tức lên bắt đầu sao? Đi tìm người khác nói, người kia nói. Cuối cùng rồi mình là cái người phiền não chứ không phải là cái người đó người ta phiền não. Cho nên là trong bốn cái giới đó thì trong cái bốn cái giới đó là cái giới vọng là cái giới chúng ta dễ bị phạm phải nhất, dễ bị phạm phải nhất. Hay là chúng ta thường là chúng ta giấu chuyện này chuyện kia. Cũng thuộc cái dạng là nói dối, thuộc cái dạng vọng ngữ. Cái giới cuối cùng đó là cái giới uống rượu. Uống rượu thì cái giới này nó cũng dễ thôi. Thí dụ như là rượu là những cái chất làm cho say người. Nếu như cái chất đó mà nó có cái nồng độ men, nó làm cho mình cái tâm trí của mình bị mê mờ rối loạn, không tỉnh táo thì người ta gọi là uống rượu. Thành ra đó là nhiều khi đó có nhiều người hỏi, người ta đi xã giao, người ta cụng ly rồi chút nhấm nháp chút đỉnh, thì nếu như mình là một cái người Phật tử giữ giới đó thì mình không nên làm chuyện đó. Không nên nhấm nháp cái đó. Đó là tôi nói về ngũ giới thôi đó.
Còn quý thầy mà tới 250 giới, còn Bồ Tát giới nó cao 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 lên, còn nhiều vấn đề nữa để nói. Đặc biệt là quý vị ở đây hình như ai cũng có thọ Bồ Tát giới. Cho nên hôm nay thì chúng tôi chỉ nói vài lời chia sẻ với các vị, thì cầu mong các vị thông cảm và hiểu cho. Đó là những cái lời chúng tôi muốn tâm sự, không phải là bài thuyết pháp mà chỉ tâm sự với các vị thôi, để các vị có thể hiểu và chỉnh sửa lại cái việc tu tập của mình cho nó đi đúng con đường. Và từ đó thì chúng ta sẽ tu tập, nó sẽ có kết quả hơn là chúng ta đi theo cái đường cũ mà tới cuối cuộc đời rồi thì chúng ta không có được kết quả gì hết. Thì mong các chị quan hỷ. Thì buổi sáng hôm nay chúng tôi chỉ chia sẻ chút đỉnh, và buổi chiều thì Thượng Tọa Pháp Hòa sẽ có buổi nói chuyện với lại vấn đáp với các vị buổi chiều. Và tối đêm hôm nay đó là chúng ta có cái buổi thiền trà để kết thúc cái khóa tu. Hy vọng các vị quan hỷ ở lại dự hôm dự Trung Thu vui rồi. Tối nay có buổi thiền trà. Thành ra hy vọng các vị quan hỷ ở lại dự ha. Các vị có ai hỏi gì không? Không tự tay mình giết đoạn mạng của một sinh vật nào đó, mà mình chỉ thấy người ta viết mà giết mà mình vui, hay là mình thấy người ta làm mà mình cổ vũ người ta, là cái đó là mình cũng có liên hệ cái tội. Nhưng mà nếu mà con xin hỏi thầy, nếu mình không có ý đó nhưng mà mình lên trên mạng mình thấy người ta đã làm qua rồi, cái sự việc nó xảy lên trên mạng mình coi lại nè, thì mình có tội không thưa thầy? Tức nghĩa là chú này coi lại cái hạn như cách nấu ăn đồ đó ha. Dạ không, dù như người ta đi với hai con kia quay lên trên mạng rồi mình coi lại. Thì hồi nãy đó là tôi có nói đó là sát nó có ba phương diện. Tự mình giết, thấy người giết mà vui, xúi người viết, tức nghĩa là có ba phương diện. Tuy nhiên á, thí dụ như bây giờ á, mình coi cái clip đó, nhưng mà nếu như cái tâm mình mà thấy cái người đó họ giết cái con đó mà mình vui thì coi như mình cũng giết. Nhưng nếu như mình coi với cái tâm gọi là mình thương cái con vật đó thì không thể gọi là giết. Thí dụ như ở đây tôi thấy đó, nhiều người họ giết cái con dê đó tội lắm. Họ lấy cái cây súng mà đạn cao su đó họ bắn vào cái đầu con dê đó. Con dê nó ngã xuống. Thì con dê nó dậy bịch nó chưa có chết, họ đập thêm vài cây nữa cho con dê nó chết. Thì nếu như cái clip đó mà người ta coi đó, chẳng hạn như tôi coi xong cái clip đó tôi rất là buồn. Bản thân tôi rất là buồn. Nhưng mà nếu như có những cái người ta coi cái clip đó người ta phái. Người ta nghĩ là cái trò này nó vui nè. Cái trò này là giết con này con kia là vui, hay là ở Việt Nam có giết chó đó, giết chó hoặc là đâm trâu hoặc là chọi trâu rồi đó. Thí dụ như bây giờ mình đi coi người ta chọi trâu mà mình hoan hô, mình vỗ tay, mình mua mà vé để mình gọi là cá độ, thì cái đó mình cũng thuộc dạng giết. Cái đó mình vui, thấy vui à, cái gọi là giết. Cái đó là phải rồi, nhưng mà con muốn hỏi là mình coi ở trên YouTube rồi kia thì mình vô tình mình coi cái clip đó thì mà nó sự việc nó xảy ra. Mặc dù mình biết cái đó là cũng là thuộc về loại sát sanh, nhưng mà mình đã vô tình mình coi thôi, thì mình có bị ảnh hưởng về vấn đề thì chúng tôi mới trả lời cho chú đó là chú coi mà chú có vui không? Cũng bình thường thôi, tại ví dụ như bình thường thì không có phạm. Con thí dụ như tại vì cái quê hương con đó là vùng biển. Con cũng biết về vấn đề là kỹ thuật đánh bắt ở ngoài biển thế nào, rồi mình coi họ như là
cách họ đánh bắt cá trong trong những cái kỹ thuật hiện đại so với những cái cách bắt cá ngày xưa nó khác nhau, thì mình thấy như vậy thì mình nghĩa là coi như mình để mình thêm những cái kiến thức mà về để mình so sánh ngày hôm nay lại với ngày xưa như khác nhau thế nào, mà thật ra đó thì thấy người ta bắt được nhiều thì mình cũng mừng cho người ta không biết cái đó mình có bị tội hay không. Không phải là người ta nói là nhược tự sát, nhược giáo tha sát, nhược kiến sát tỳ hỷ. Thì nếu như mà mình thấy người ta giết mà mình vui theo thì coi như là mình sát. Nếu mà căn cứ theo cái giới sát, cái giới sát mà cái trình tự phạm của giới sát. Thí dụ như quý vị trong cái giới Bồ Tát giới đó, là nó có cái phần giới trọng với giới khinh. Giới trọng với giới khinh. Thí dụ như là cái giới sát ở trong Bồ Tát giới đó thì người ta không xem cái đó là cái giới trọng. Thí dụ như bây giờ đó, người ta nghĩ đó là thí dụ như bây giờ người ta bị một cái con gì nó quấy phá, một cái con vật gì đó nó quấy phá, và cái việc quấy phá của cái con vật đó nó có thể ảnh hưởng tới rất là nhiều cuộc sống của nhiều người, ảnh hưởng tới rất là nhiều cuộc sống của vô số người, ảnh hưởng tới cái đời sống sinh hoạt của họ, thì họ tìm cách để họ tiêu diệt cái con vật đó. Tuy nhiên đó, nếu mà nói theo cái góc độ của giới đó, cái người đó họ sát, họ vẫn bị cái nghiệp sát, họ vẫn trả nghiệp sát, nhưng họ làm cái việc đó vì cộng đồng, họ làm cái việc đó vì chúng sanh, thì cái công đức, cái phước báo của họ nó lớn hơn cái việc mà họ phạm tội, lớn hơn việc phạm tội. Thí dụ như bây giờ tôi nói chẳng hạn như bây giờ một cái người ăn trộm vào trong nhà của các vị, một cái tên cướp đi vào trong nhà các vị, thí dụ như bây giờ nếu như các vị nói các vị giữ giới thì các vị không thể nào bắt tên cướp này hoặc là giết tên cướp này, nhưng mà nếu mà để cái tên cướp này nó giết các vị, giết hại gia đình các vị, con cháu các vị, rồi tất cả những cái người trong gia đình các vị, thì nếu như các vị mà vì giữ giới mà để những cái đó chết thì cái trường hợp đó là các vị phạm tội nghiêm trọng. Thí dụ như bây giờ mình làm ruộng, bây giờ nếu mà thầy nói sát sanh như thế thì làm sao dám xịt sâu cỏ, xịt thuốc xuống cỏ, xuống ruộng, chết rất là nhiều, chết ốc rất là nhiều. Nhưng mà cái đám ruộng đó nuôi sống biết bao nhiêu người, nuôi sống biết bao nhiêu gia đình, nuôi sống biết bao nhiêu chúng sanh. Thì cái người mà người ta làm cái việc đó là người, đối với cái người đó người ta gọi là tâm Bồ Tát. Người ta nên Bồ Tát giới là nói vậy đó. Cái đó là cái người cái tâm Bồ Tát, họ hy sinh bản thân mình để họ cứu lấy chúng sanh. Nhưng mà không có nghĩa là cái tội sát của họ là mất nha. Không có nghĩa là cái tội sát của họ mất à. Cái như Đức Phật nói là chúng ta gieo cái nhân nào là chúng ta sẽ trả cái quả đó, không có cách nào mà thay đổi được. Giết một cái con cá chắc chắn quý vị phải trả mạng con cá, không có cách nào không trả được hết. Ăn một miếng thịt, thẻo của nó một cục thịt là chắc chắn sẽ phải trả nó cục thịt. Đó là cái định luật nhân quả không thay đổi được. Nhưng mà bây giờ để làm sao để mình cứu giảng được, làm sao để mình có thể tu, tại vì người ta nói tu là sao, tu là chuyển nghiệp, không có nghĩa là chuyển nghiệp đây là thay thế cái nghiệp nha. Đừng có nói là tôi lương lẹo chuyện này rồi tôi đem cái tiền vô tôi cúng chùa là sẽ bù đắp, không có chuyện đó. Nếu như chúng ta nói kiểu đó là chúng ta đem cái giáo lý của Đức Phật là chúng ta bỏ rồi, không có xài được rồi, hết xài rồi. Chúng ta tạo tội, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta biết ăn năn, chúng ta biết hối lỗi, chúng ta biết tạo những cái nghiệp thiện để có thể vơi bớt đi cái tâm sát của mình, để vơi bớt đi cái tâm ô nhiễm của mình. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta chuyển nghiệp là như thế. Chứ không phải là chúng ta tạo cái nghiệp rồi mà chúng ta làm cái chuyện khác để chúng ta bù đắp lại cái chuyện đó, không có chuyện đó. Như thế thì nhân quả Phật giáo là không đúng, không xài được. Tại vì Đức Phật nói trồng cái hoa thì nó sẽ ra cái hoa,
trồng cây ớt thì chắc chắn nó phải ra trái ớt. Cái định luật nhân quả nó là cái gì? Cho nên cái trường hợp của mình đó, thí dụ như mình làm cái việc gì mà nó phạm vào những cái giới của mình đã thọ đó, thì không có nghĩa là mình tránh được cái tội đó. Mình để tránh được cái tội, để mà giảm bớt được cái đó, thì chúng ta phải sám hối tu tập để bào mòn đi cái tâm bất thiện của mình, để làm cho cái nghiệp của mình càng ngày nó càng mỏng đi. Người ta gọi tu là chuyển nghiệp mà. Tu là chuyển từ nghiệp ác thành nghiệp thiện, từ nghiệp thiện thành nghiệp thiện thiện. Chứ không phải là mình tạo cái việc đó gọi là mình nói là mình làm chuyện khác để bù đắp vô, không có chuyện đó. Rồi, trên đời này không có chuyện đó. Còn ai hỏi gì nữa không? Con hỏi thầy là đi trong nhà nó có gián, thì bây giờ không giết thì không biết làm sao, càng ngày càng đẻ ra nhiều, mà giết thì phạm tội sát sanh. Thì giờ con hỏi thầy vụ đó thì mình giải quyết như thế nào? Câu này nó giống như một cái câu của một cái cô, mời cô ngồi xuống. Cái câu của Phật tử đó, cổ nhà cổ ở Phila, nó rất là nhiều chuột. Có hỏi bây giờ là bây giờ nếu mà không có diệt chuột thì làm sao sống, không có giết chuột thì làm sao sống. Cái câu này nó cũng na ná với cái câu nãy chúng tôi nói rồi đó. Tức nghĩa là cái giới pháp của Đức Phật đó là chúng ta giữ giới thì chúng ta sẽ có được cái phước báo của giữ giới. Chúng ta sát sanh thì chúng ta sẽ chịu cái quả của sát sanh. Thí dụ như bây giờ quý vị vì cái cuộc sống của mình mà quý vị giết những cái con gián, con chuột đó, mà quý vị lấy cái cuộc sống thanh bình của mình để đổi đi cái mạng sống của những con vật đó, thì chắc chắn cái nhân quả các vị phải trả đó chính là cái việc quý vị giết người ta. 100% là chắc chắn là nó sẽ có. Nhưng mà để làm như thế nào mà chúng ta có thể vơi bớt đi được cái tâm sát của mình, cái việc giết con gián đó, giết con chuột đó, thì bắt buộc mình phải sao? Mình phải tu tập. Thí dụ như bây giờ quý vị giết những cái con gián đó xong rồi quý vị nói tôi làm việc này, tôi làm việc kia để tôi bù lại cái việc giết những con gián đó. Không có chuyện đó. Quý vị chấp nhận lấy mạng sống của người ta thì chắc chắn quý vị phải trả lại cái mạng sống đó. Nhưng mà bên cạnh đó không có nghĩa là chúng ta không còn đường. Chúng ta lấy cái mạng sống đó vì cái sự sống của mình, nhưng mà mình bảo toàn cái sự sống của mình để làm gì? Để mình tu tập, chứ không phải mình bảo toàn cái sự sống của mình để mình thọ hưởng dục lạc, thì nó khác. Cho nên á, là chúng tôi hay nhắc đó là quý vị mà được thân người nó rất là quý. Cái trong tất cả các loài đó, Đức Phật nói không có cái loài nào mà tu thành Phật nhanh bằng loài người hết. Không có cái loài nào mà thành Phật nhanh bằng cái loài người. Ngay cả chư thiên cũng vậy nữa. Chư thiên mà muốn tu tập đắc quả vô thượng bồ đề đó, họ phải trở thành người. Giống như trong lực kể đó, có một cái vị thái tử Long Vương đó muốn tu tập, thành ra đó ông ta bắt đầu mới hóa trang thành một cái trang nam tử đến cái vị hòa thượng đó xin thọ giới. Thì trong giới luật đó là tỳ kheo giới, 250 giới của quý thầy đó, là chỉ truyền giới cho cái người nào đủ tướng mạo của một con người, chứ không truyền giới cho phi nhân. Cái giới Bồ Tát giống như Thượng Tọa Pháp Hòa nói hôm qua là có thể truyền cho bất cứ các loài nào, nhưng mà thanh văn giới đó là cái giới tỳ kheo đó là không truyền cho cái loài không phải là loài người, chỉ là loài người mới được thọ giới thanh văn. Thì cái ông này ổng quá gì, ổng muốn tu đắc đạo, ổng muốn tu giải thoát, thành ra ổng tìm cái cách ổng hóa thành một người và ổng đến ổng thọ giới. Thì đang bữa trưa ổng ngủ, ổng nằm trên cái giường á, thì tự nhiên cái nguyên cái hình của ổng hiện ra nguyên một cái con rồng. Thì cái vị hòa thượng bổn sư truyền giới đi ngang ổng thấy, thì ổng hết hồn hết trơn. Thì cái lúc mà chưa ngủ chưa xong á, thì cái hình thù của cái vị tỳ kheo đó trở lại như cũ. Thì cái vị hòa thượng nó mới mời cái vị tỳ kheo lên hỏi
là bây giờ ông thú thật thì ông là ai. Thì từ đó cái vị đó mới nói với cái hòa thượng đó là con chính là thái tử của Long Dương, vì mến mộ Phật pháp muốn tu tập cho nên con hóa thành thân người để mà đến đây tu tập. Cho nên á, cái thân người nó rất là quý. Chúng ta đừng có nghĩ là hết cái thân người này rồi chúng ta làm được chút xíu phước báo rồi kiếp sau làm thân người nữa, cái chuyện đó chưa có chắc. Làm được thân người là chúng ta phải tu tập nhiều kiếp lắm chúng ta mới làm được thân người đầy đủ lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, chứ không phải là đơn giản. Cho nên á, khi mà được thân người rồi thì chúng ta phải biết tận dụng để tu tập, chứ chúng ta đừng có lãng phí cái thân người. Khi mà quý vị mất cái thân người này rồi đó, chưa biết là cái đời sống kế tiếp của mình là nó sẽ như thế nào, chưa biết cái đời sống kế tiếp mình nó sẽ như thế nào. Cho nên á, được thân người, càng được thân người đầy đủ, càng có đủ điều kiện thì chúng ta càng phải tu tập, càng đủ điều kiện chúng ta càng phải tu tập. Thành ra đó, cái câu hỏi của cô này đó là cổ vì cái sự sống cổ có thể tiêu diệt cái bầy gián đó, thì chắc chắn là cổ phải phạm một cái nhân quả, đó là cổ sát. Nhưng mà cổ vì cái sự tu tập, tận dụng cái thân người của mình để tu tập, tận dụng cái không gian của mình tu tập, thì cái nghiệp đó nó có thể nó sẽ bào mòn từ từ, nó bào mòn từ từ, và nó làm cho cái tâm của cái tâm sát của mình đó bắt đầu nó giảm dần xuống, nó giảm dần xuống. Thí dụ như bây giờ tôi ví dụ cho quý vị nghe. Thí dụ như quý vị mua một cái con cá, về các vị trực tiếp với cái con cá đó thì các vị cảm thấy sao? Cái tánh mà hung dữ của các vị đó nó rất là hung hăng. Tại vì quý vị dám đập đầu cái con cá, rồi đánh dãy cái con cá, rồi cắt con cá từng khúc, thì cái tánh hung dữ của các vị nó càng hung hăng hơn. Nhưng mà nếu một cái trường hợp khác, quý vị không giết con cá đó, quý vị ra ngoài chợ, quý vị mua những cái thực phẩm người ta làm sẵn, mua những cái thực phẩm ta làm sẵn đem về ăn, những cái thực phẩm đó không phải quý vị ăn không phải không có tội nha, quý vị vẫn tội, nhưng cái mức độ sát của các vị nó không có nhiều bằng quý vị trực tiếp với cái con cá đó, không có nhiều bằng trực tiếp bằng với con cá đó. Cho nên nó là mình giết một, mình đoạn mạng người ta chắc chắn mình phải trả, chứ không có cách nào không trả, không có cách nào mình không trả. Cô hiểu không? Còn ai hỏi gì nữa không? Sao nhiều dữ vậy? Hai câu nữa thôi nha. Xin thầy chia sẻ cho con biết, lúc nãy thầy có nói về vấn đề thông thiên học của Phật giáo. Nhưng theo con biết thì bên đạo Công giáo cũng có thông thiên học. Như vậy thì giữa cái thông thiên học của Phật giáo và đạo Công giáo nó có khác biệt gì không ạ? Cảm ơn cô. Thật sự ra thì năm 1875 hồi nãy chúng tôi nói đó là Henry Steel Oscott đó, ông quê ở New Jersey này nè, cái người mà sáng lập ra cái lá cờ Phật giáo. Năm 1886 Henry Scott đến Tích Lan quy y trở thành Phật tử, và ông ta nghĩ ra cái cách là ông ta sử dụng cái hào quang của Đức Phật đó, gồm có năm màu đó, để sáng lập ra cái lá cờ. Nhưng mà mãi tới 60 năm sau, tức nghĩa là năm 1950, tại Đại hội Phật giáo Thế giới lần thứ 2 ở Colombo đó, thì các cái vị trưởng lão và các nhà học giả mới đem cái lá cờ này ra phổ biến thành cái lá cờ của Phật giáo. Thì cái quá trình học Phật của Henry Scott đó ảnh hưởng rất nhiều từ bà Palaskai. Palaskai là người quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà gốc Nga. Bà này đó là bà chia sẻ với Henry Scott rất nhiều về cái lời dạy của Đức Phật. Thì hai người bắt đầu mới hợp lại nhau tiến lành thành lập cái hội thông thiên học Phật giáo. Thật ra nói về thông thiên học á, thông thiên học nó không có dính líu gì tới Phật giáo hết á. Thông thiên học không có dính líu tới Phật giáo. Nhưng Henry Scott and Blaskai đó, vì muốn lồng cái lời dạy của Đức Phật vào trong cái hội thông thiên học, thành ra hai vị đó bắt đầu mới sang Tích Lan để mà quy y trở thành Phật tử.
Và cái thông thiên học của Công giáo đó, người ta còn gọi là thần học đó, thì thường đó là họ dạy trừu tượng về triết lý là nhiều. Trừu tượng về triết lý tức nghĩa là những cái giáo lý của Chúa Giêsu họ đem và họ dạy ở trong đó. Và thông thiên học của Công giáo với lại hội thông thiên học bên ngoài đó, chúng tôi không nói Phật giáo, tức nghĩa là tôi nói hội thông thiên học bên ngoài đó, nó chỉ có một vài điểm giao thoa chính. Thí dụ chẳng hạn như là ở bên Công giáo họ có cái phép gọi là cái phép tĩnh tâm, và chúng ta có cái pháp gọi là pháp thiền. Cái phép tĩnh tâm với cái pháp thiền nó gần như là 90% nó giống nhau. Nhưng mà cái mục đích của thiền không phải chỉ tĩnh tâm, mà làm cái gì? Làm cho tâm ý nó trong sạch, làm cho tâm ý nó thanh tịnh, làm cho tâm ý nó dừng một chỗ. Còn cái phép tĩnh tâm của Công giáo đó thông thường là họ dùng để họ làm cho cái tâm ý của họ nó lắng động xuống là chính. Đó là cái điểm giống và cái điểm khác của thông thiên học của Công giáo với thông thiên học của bên ngoài. Chứ tôi không nói Phật giáo, nói Phật giáo thì nó có nhiều dính líu nhiều chuyện. Thành ra đó, nếu như mà nói về cái thiền học và nói về cái thông thiên học đó là một cái đề tài mà chúng ta có thể bàn qua cái giai đoạn gọi là thiền tứ niệm xứ của Vipassana. Cái phép tĩnh tâm của thông thiên học Công giáo nó cũng có một phần nó gần giống như là tứ niệm xứ của Vipassana. Người ta cũng quán thân, người ta cũng quán thọ, người ta cũng quán tâm, người ta cũng quán pháp. Nhưng mà cái cách quán của người ta nó không có đồng nhất với mình, nó có những điểm khác. Thành ra đó, quý vị muốn tìm hiểu thêm thì tôi nghĩ đầu tiên là các vị phải đọc về thiền Vipassana trước, thì quý vị sẽ thấy cái sự so sánh khác biệt giữa thông thiên học của Công giáo và thông thiên học của bên ngoài, cũng giống như là của Phật giáo. A Di Đà Phật. Còn ai hỏi gì nữa? Không ấy, để chiều hỏi thầy Pháp Hòa đi. Được không? Hồi nãy thầy nói con, ông tổ sư Tích Lan với ông tổ sư Nhật Bổn. Qua ông tổ sư Tích Lan thì thấy tượng Phật tùm lum, còn chùa Nhật Bổn hình như thấy không có tượng Phật gì thì sợ cái gì. Nghĩa là bác quan tâm tới cái việc thờ tự của Phật giáo Tích Lan với Phật giáo Nhật Bản. Thật ra đó thì cảm ơn bác. Thật ra thì nếu mà quý vị có đọc lịch sử Phật giáo Nhật Bản, quý vị sẽ thấy là Nhật Bản là du nhập, Phật giáo du nhập chính thức từ Trung Hoa. Và Phật giáo Nhật Bản đã ảnh hưởng nhiều về thiền tạo động là chính. Thiền tạo động. Thiền tạo động giống như là một cái xương sống để làm cho Phật giáo Nhật Bản bắt đầu nó có những cái hướng phát triển mới từ từ sau này. Chẳng hạn như là thiền tạo động ngày Vinh Tây đó, ngày Vinh Tây là cái người mà mang thiền tạo động về từ Trung Hoa về Nhật Bản đó. Ngày Vinh Tây không những ngày truyền bá thiền tạo động mà ngày truyền bá luôn cả Tịnh Độ, cả Tịnh Độ. Và Tịnh Độ Tông Nhật Bản đó rất là đặc biệt. Tịnh độ tông Nhật Bản không có giống như là tịnh độ của Phật giáo thuần túy. Tịnh độ tông Nhật Bản đó họ cho phép cái vị mà tu sĩ tịnh độ tông Nhật Bản được phép có gia đình, được phép có con. Và cái người mà cái vị mà tịnh độ tông Nhật Bản đó họ tự vận động tất cả tài chánh, họ tự làm để họ sống chứ họ không có nương nhờ vào cái sự cúng kiến của mọi người. Cho nên là có một lần đó chúng tôi có gặp một cái vị hòa thượng người Việt Nam tu theo Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Và cái câu đầu tiên đó hòa thượng nói với cả thính chúng ai cũng giật mình hết. Hòa thượng nói tôi là người ăn mặn và có vợ. Một vị tu sĩ Tịnh Độ Tông nha. Cái chuyện đó hiển nhiên thôi, tại vì
cái văn hóa của Nhật Bản nó là như thế, thì khi truyền vào thì nó phải thích đứng với cái văn hóa thì nó mới tồn tại được. Chẳng hạn như giờ văn hóa của Hoa Kỳ, văn hóa của Hoa Kỳ là nghiên cứu Phật học không có nằm trên vấn đề gọi là mê tín dị đoan. Thí dụ như bây giờ ở đây mà tôi bắt các vị cúng sao chưa chắc thì các vị chịu, đúng không? Có ai đi cúng sao không? Cho nên á, cái việc phát triển Phật giáo á, mà nó mạnh hay không á, là nó còn tùy thuộc vào khi nó du nhập vào nó có hợp với cái văn hóa của bản địa hay không, hợp với cái văn hóa bản địa hay không. Thí dụ như cái văn hóa của người Mỹ đó, họ thích nhẹ nhàng, họ thích yên lặng, họ thích không có bị quấy gây, thì hầu như là thiền, cái pháp môn thiền hợp với người Mỹ nhiều, rất hợp với người Mỹ nhiều. Còn cái chỗ nào mà sùm, cái chỗ nào mà tụng ca sùm là hầu như là họ ít có khi nào họ tới, ít khi nào họ tới. Thì để trả lời cái câu của bác đó, thật sự ra đó là ở Nhật Bản không phải là họ không có thờ, nhưng mà họ thờ rất là khiêm tốn. Thí dụ như là nguyên một cái chùa to vậy đó, họ chỉ thờ một cái tượng Phật nhỏ thôi. Tại vì sao? Họ không có chú trọng tới hình thức, họ chú trọng tới là họ tu cái gì, họ làm cái gì và họ thực tập được như thế nào, chứ họ không chú trọng tới cái việc là họ phải thờ tượng như thế nào. Còn đối với các cái vị mà ở Tích Lan đó, thì người ta có cái truyền thống, tức nghĩa là ở trong chùa, trong các cái chùa ở các cái nước Phật giáo mà nguyên thủy, chẳng hạn như là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan rồi đó, mấy cái nước mà theo Phật giáo mà truyền thống đó, thì thường là họ thờ một tượng bổn sư một thôi, một tượng duy nhất thôi, và hai phía trước hai cái tượng đó thường là có hai cái vị thần, hai cái vị thần. Cho nên là không giống như chúng ta, là chúng ta thường là chúng ta bị ảnh hưởng của Trung Hoa nhiều, thành ra là chùa là phải, trước chùa là phải có ông tiêu diện, rồi vô chùa là phải có thờ Quan Âm, rồi bổn sư, rồi Địa Tạng, đủ thứ hết. Chúng ta thờ rất là nhiều, nhưng mà thờ nhiều đó không có nghĩa là nó linh, thờ nhiều không có nghĩa là nó linh. Thờ nhiều nhiều khi có mình tôi lao chùa cũng chết, mai mốt chắc dẹp bớt. Thì nói tóm lại đó là Phật giáo Nhật Bản người ta không có chú trọng về hình thức, người ta chú trọng về nội dung là chính. Thôi mình nghĩ được rồi ha. Thì mời quý vị đứng dậy hồi hướng nữa. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều chọn thánh Phật đạo.